Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở cái bí cảnh vườn hoa ngàn tụ nha các bạn. Bí cảnh này thì mới cập nhật cái map Sumeru 3.1 các bạn. Nó nằm ở đây nè. Thì các bạn cứ dịch chuyển rồi các bạn di chuyển lại thôi. Khi mà các bạn đi lại tới chỗ thì mình sẽ được một cái thành tụ tòa thành kỳ ảo nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dùng nguyên tố hỏa nha. Các bạn đi theo mình nha. Đó, các bạn lần qua cái đường này. Sau các bạn kích hoạt cái cây này trước nha các bạn. Cái cây đầu tiên mình gặp trước rồi, một cây. Đó, sau đó là mình lần theo cái đường mình đi này nha. Các bạn đi theo cái đúng cái bước chân mình nha. Tiếp theo các bạn dính vô tường á. Cái gì nè, là tường ở đây nè các bạn. Các bạn chèo qua cũng được, các bạn đi lòn qua cũng được, sao cũng được hết. Đây là cái trụ nguyên tố hỏa thứ hai. Sau đó là mình đi thẳng ở ngoài luôn. Các bạn cứ đi theo cái đường bước chân của mình là không bị dính vô tường. Rồi bị dính vô tường thì các bạn men theo tường các bạn đi cũng được. Đây, trụ hỏa thứ ba. Sau đó là mình trụ hỏa thứ tư là nó nằm ở đây nè các bạn. Không, các bạn cứ men theo đường tường các bạn đi thôi. Rồi, cái trụ hỏa thứ năm thì các bạn đi là chỗ nãy đây, trụ hỏa thứ năm trước mặt mình nè các bạn. Rất là đơn giản đó nha các bạn. Rồi, xong. Tới đây thì cái bí cảnh nó sẽ ngồi lên thôi. Cái bí cảnh này dễ nha các bạn. Còn hai cái bí cảnh kia hình như là phải làm web mới được. Thì mình sẽ khám phá sau. Mình sẽ mở hết trơn luôn các bạn yên tâm. Anh em cứ đăng ký kênh mình lại để nhận những cái video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn anh em. Rồi được 5 nguyên thạch. Ủa không được cái nguyên nguyên thạch anh em ơi. Vậy là nó cho cái gương rồi, nó không cho nguyên thạch các bạn. Đúng không ta? Ừ đúng rồi, chắc vậy quá các bạn. Được 5 nguyên thạch từ cái gương nha các bạn. Rồi nhớ là cho một like và đăng ký kênh nha các bạn.